Bảo vệ Vlog xin chào cả nhà thân thương nha. Hôm nay mà bảo vệ vô chia sẻ cho cả nhà cái mình thay cái chất trồng cái cây mai này cả nhà. Thay cái thứ nhất là thay chất trồng, sửa cái đế nó lại một chút, chứ cái cây này làm như cái bầu rễ nó yếu rồi nha, ra lá không có tốt không. Lăng quăng vậy hết trơn, cắt bỏ cái thân luôn. Đôn cái cốt nó lại cả nhà. Cô chú anh chị em mình xem video này, mình cũng chia sẻ cho vui thôi nha. Này mình cũng còn đang học hỏi kinh nghiệm với mấy cô chú đi trước nha. Chứ không, mình làm video này để chia sẻ cho vui, cho công việc bảo vệ mình thời gian rảnh ra để mình làm. Mình chia sẻ với cả nhà là ngoài cái bảo vệ ra mình còn làm được cái đam mê của mình là cây cảnh cả nhà. Mình mê bonsai lắm đó. Phải chơi bonsai lắm nhưng mà cái kinh nghiệm mình cũng chưa có, mình cũng mới có học hỏi đây thôi. Mình thích thì mình làm theo ý của mình đấy, mình cũng học cô chú anh chị em đi trước, mình coi những cái tác phẩm của người ta làm đó rồi mình học theo, rồi có khi cái ý thích của mình sao đó mình cũng chỉnh sửa lại, chứ không phải là học theo người ta 100% nha cả nhà. Này cũng tùy theo mỗi người, cái tầm nhìn mỗi người mỗi khác. Có khi mình làm mình nghĩ rằng bảo vệ làm gì mình thấy mình nói mình đẹp nhưng cô chú nhìn thấy không đẹp, nhưng những cái cô chú chuyên nghiệp đã làm thấy đẹp nhưng mà ý mình không thích, mình thấy nó cũng không đẹp. À giờ mời cô chú mình xem cách bảo vệ làm nha. Cô chú anh chị em mình xem video, nhớ cho bảo vệ xin một like, và ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để vui vẻ có làm theo những cái clip sau, chia sẻ clip sau cho vui á. Cả nhà nó báo đến bên YouTube báo cho cả nhà xem nha. Rồi, rồi mời cả nhà xem mình làm. Rồi mình lại thay vô cái thùng thiết này nữa cô chú anh chị. Tại vì trong đây mình làm ở công ty này những cái thùng này thứ này nhiều lắm. Người ta sử dụng rồi người ta bỏ bán phế liệu. Đựng rác rồi này kia thôi. Rồi mình xin mình làm mình trồng cả nhà. Làm bảo vệ mà đâu có tiền nhiều đâu để đầu tư chậu. Có cái này để mình thay thế cái chậu thì thế. Chơi cho nó thỏa cái đam mê của mình vậy mình thấy cũng ổn rồi. Đây dạ. Mình nhổ cây này lên đây. Cái bộ rễ nó cũng yếu cả nhà. Xịt rễ. Chà, vẽ cái dặn cái ghế này lại nó bị dặn ghế này nó bị nứt ngay chỗ này nha. Nhưng mà chắc cũng không sao, không nên đổi. Gươm gươm mô lên trồng cho nó. Hy vọng là mình sẽ thay chất trồng đợt này trồng nó sẽ tốt cô chú anh chị. Chất trồng trước vì mình trước mình trồng cái này nó cũng có hơi đất cho nên nó cũng không có thoát nước cho lắm, cái bầu rễ nó không được mạnh cả nhà. Cái này mình trộn, cái này hôm nay mình trộn có cát nữa nha, con mới cát to, cát xây dựng mà loại cát to được mấy chỗ người ta xây dựng mà người ta xây nhà xây đồ mà người ta sàn ra cả nhà, người ta sàn ra cái cát to nhé, có đá sỏi hộp á, có mấy cái đó ok làm chất lượng nó to vậy nó ấy đó. Nó to vậy nó sẽ thoát nước nhanh lắm.
rồi mình không làm đầy, không làm đầy quá gà lên nó bự văng ra ngoài hết trơn. Cô chú anh chị, đây gà dữ lắm, mới làm này mình thấy đồ mình đậy lại, không đậy lên là mấy chú gà mới lên bự sạch. Rồi giờ mình sẽ cắt thôi. Cái này nó có nhánh mà cô chú anh chị, mình cắt mình chừa nhánh nhỏ ra lại thôi. Cái này cũng như mình đôn luôn, đôn thân luôn, lát mình lấy keo đường sẹo mình chét lại cả nhà. Rồi giờ mình chét vô đây, chét vô cho dấu cắt này một miếng keo liền xèo của chú anh chị. Mình hy vọng cây này sau này nó phát triển tốt, nếu phát triển tốt thì cây này nữa nó cũng đẹp lắm đó của chú anh chị. Rồi chét keo liền xèo xong rồi, đúng ra mình tứ gót hai nhưng mà cái chai gót hai mình hết rồi, thôi nay mình tứ đại cái Atonis nha cô chú anh chị, cái nào cũng được, gót hai cũng được, Atonis cũng được. Atonis thì nó kích rễ mạnh hơn nhưng mà nó không có chất dưỡng rễ, còn gót hai nó vừa kích rễ mà nó vừa dưỡng rễ nè cô chú anh chị. Mình coi cái tham khảo trong đó nó hướng dẫn thì như vậy. Lật bớt lá nữa. Rồi giờ mình đem đi mình tứ Atonis cho nó thôi. Video mình cũng chia sẻ ngắn nhiêu đây thôi, đến cô chú anh chị xem cho vui thôi nha. Cô chú anh chị mình xem có điểm nào mà chưa có thích hợp thì chia sẻ với bảo vệ, cho bảo vệ học hỏi thêm kinh nghiệm nha cô chú anh chị mình. Rồi xin bảo vệ cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị em đã ủng hộ kênh Bảo Vệ Vlog. Thôi video mình tới đây xin tạm dừng tại đây đi, hẹn gặp lại video sau nha cả nhà mình.